cảm ơn mọi người đã đến với kênh Hai Si Hải Sản Nhập Khẩu. Thì hôm nay Hiền sẽ giới thiệu với cả nhà một cái sản phẩm mà những ai mà là dân mình xuyên ăn và mình thích ăn sashimi thì mình không nên bỏ qua món này ha. Đó chính là món hàu sữa Nhật. Thì đối với món hàu sữa Nhật đó, nó sẽ khác biệt gì so với hàu sữa Việt Nam của mình? Các cái sản phẩm về hàu sữa Nhật á, hiện nay á, là được đánh bắt từ cái vùng biển cực kỳ sạch, đó chính là ở biển Miyagi. Và các cái sản phẩm này á, thì nó có một đặc điểm, đó chính là cái nguồn nước cũng như là cái thức ăn cho cái sản phẩm hàu nó rất là sạch sẽ và nó cách đất liền rất là xa. Cho nên là thông thường á, là hàu sữa khi mà đạt cái đủ cái độ á, thì thông thường á, là ở cái độ khoảng tầm từ 1 ký, khoảng tầm từ 11 con hoặc 12 con, hoặc là cái size lớn hơn nó của nó của đó thì có thể là tầm 6 đến 8 con ha. Cho nên là cái sữa của con hàu nó rất là nhiều và rất là mập, rất là ngon luôn. Và khi mà nhập khẩu về như vậy á, thì một thùng như vậy thì khoảng tầm 10 ký ha. Một thùng như thế này là nhập khẩu về là 10 ký nè. Trên đây nó sẽ có một cái thông tin đóng dấu của hàng hết này cả nhà. Đó, để cả nhà xem cái sản phẩm như thế nào đó, nó có đầy đủ hết luôn, được sử dụng pha sashimi luôn ha. Và các cái sản phẩm như thế này á, thông thường á, là các cái hàng nhập sọc khẩu không riêng gì hàu sữa Nhật là bắt thời hạn bảo quản trong vòng 2 năm ở tủ lạnh ngăn đông và ở nhiệt độ là khoảng tầm âm 18 độ C ha, tức là âm 18 độ C trở xuống. Và các cái sản phẩm hàu sữa Nhật này được cấp đông bởi công nghệ là Proton của Nhật Bản. Cho nên là công nghệ này á, hiện nay á, đang rất là tiên tiến và hầu như nó giữ lại được cái chất lượng cũng như là cái độ tươi ngon, cũng như là nó đạt được chuẩn để mà mình sử dụng sashimi. Cho nên là hiện nay á, không những là các cái nhà hàng quán ăn họ hầu như họ sử dụng hàu sữa Nhật rất là nhiều, và cái con hàu nó rất là mập phú nè, rất là nhiều sữa, rất là ngọt và rất là tươi, rất là ngon luôn. Nếu mà những ai mà sử dụng rồi thì có nghĩa là mình sẽ biết được cái chất lượng của nó. Và cả nhà mình có thể mình yên tâm là đơn giản khi mà mình sử dụng tại nhà ha. Mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cách để mình sử dụng tại nhà như thế nào. Thông thường thì con hàu sau khi mà mình sử dụng về là hàu cấp đông nha. Mọi người hay sợ là các sản phẩm cấp đông như vậy thì mình ăn hàu, ăn sashimi có được hay không. Nhưng mà những cái sản phẩm này đạt chuẩn chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là đã kiểm tra hết rồi. Cho nên là khi mà sử dụng thì cả nhà mình cứ yên tâm ha. Mình về á, thì khi mà mình rã đông ra thì mình chỉ cần mình sử dụng bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu con ra. Sau đó là mình sẽ ngâm với nước ha. Ngâm với nước khoảng tầm 10 phút thì nó sẽ rất là dễ để mình tách ra. Và trên các cái con hàu như thế này nó có cái phần đập ra sẵn cái phần như thế này rồi, nó có cái phần hở như thế này rồi, thì mình chỉ cần dùng cái đầu muỗng nhọn á, đầu muỗng á, mình cạy cái phần này ra là nó sẽ bung ra ngay. Rất là dễ, rất là đơn giản ha. Và các con hàu này đã được làm sạch, không những là làm sạch cái phần lớp bên trong đã được sục với nước biển á. Khi mà hàu được đánh bắt lên á, sẽ sục bằng nước biển để cho nó sạch xung quanh cái con hàu và xung quanh cái phần cái này nó sạch hết luôn, nghĩa là không hề bị dính cát hay là bất kỳ một bụi bẩn nào cả. Cho nên là mình về á, mình chỉ cần ngâm ở trong nước khoảng tầm 10 phút, sau đó là mình cạy ra và mình chỉ cần rửa sơ lại cái lớp trên một cách nhẹ nhàng thôi. Còn nếu mà mình rửa mạnh quá là sẽ bị dị bịt cái phần sữa ra đó. Cho nên là khi mà mình rửa mình cũng rất là nhẹ nhàng. Thì Hai Si bên mình vẫn có những video dạng như là mình cách để mà mình rửa và làm sạch ngay tại nhà. Cho nên cả nhà mình muốn xem thì cứ xem cái trang cái phần đó ha. Thì sau đó là mình sẽ tắt cái phần này ra và sau đó là mình rửa lại 1 đến 2 lần cho nó sạch cái phần mảng bám như thế này thôi là mình sử dụng được rồi. Và khi mà mình bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh nhà mình á, mình sử dụng á, thì thông thường á, mình khuyến khích các anh chị mình sử dụng ăn ngon nhất là trong vòng 1 tháng đổ lại. Còn nếu mà tủ lạnh nhà ai ok, mà có nghĩa là mình thường xuyên ít mở ra, có nghĩa là mình sử dụng ít mở ra mở vô thường xuyên á, thì mình có thể mình sử dụng trong khoảng tầm 3 đến 6 tháng là ok ha. Còn các sản phẩm về hàng nhập khẩu thì các bạn yên tâm là tất cả các sản phẩm này, hàng này á, đều hầu như là được nhập khẩu về và thời hạn bảo quản trong khoảng tầm 2 năm hết ha. Nhưng mà mình khi mình sử dụng ở tủ lạnh nhà mình thì khác, còn những tủ lạnh chuyên dụng như thế này thì khác ha. Cho nên là rất là tiện để mà mình sử dụng luôn. Và những cái con hàu như thế này á, là nó được có rất là nhiều sữa, rất là mập ú, rất là ngon. Nếu mà cả nhà xem cái video mà mình hướng dẫn cách mở ra thì các bạn sẽ thấy con này cũng thấy rất là đẹp, rất là ngon luôn. Đó, cả nhà xem. Thì mình ngoài cái việc mà mình đi ăn ở nhà hàng thì mình cũng có thể mình chế biến hoặc là mình làm sạch đơn giản ngay tại nhà luôn. Chỉ cần mất tầm 2 phút là mình đã có ăn rồi. Đối với cái sản phẩm hàu sữa Nhật như thế này ha, đây là một trong những cái sản phẩm rất là dinh dưỡng và sử dụng nó rất là ngon. Và hầu như khi mà mình sử dụng mình ăn á, thì để mà mình thưởng thức được trọn vị của hàu sữa Nhật á, thì thông thường hàu sữa như thế này mình chỉ cần dùng một cái lát chanh, mình nặng cái phần nặng lên trên con hàu là mình sử dụng nó sẽ là ok nhất, nó rất là ngon nhất ha.
chứ không cần phải sử dụng bồ tạc hoặc là các cái gia vị gì nhiều để mà mình có thể mình thưởng thức được trọn vị của con hàu sữa Nhật. Cho nên và cái con hàu sữa như thế này á, thực sự là khi mà cả nhà mình trải nghiệm thì cả nhà mới thấy là nó rất là thơm, rất là ngon, không hề bị tanh hay gì hết nha, rất là ngọt và nó có một cái vị mặn nhẹ của biển, cho nên là khi mà mình sử dụng mình ăn á, mình cảm thấy nó béo béo, nó rất là ngon, rất là thơm luôn. Cho nên là cả nhà mình có thể thử cái sản phẩm này ngay tại nhà của mình. Đó là những cái phần cơ bản nhất về sản phẩm hàu sữa Nhật. Nếu mà cả nhà mình không sử dụng được sashimi thì ngoài ra mình có thể mình chế biến các cái món như là nấu cháo, nấu phô mai, nấu ngũ hành hoặc là nấu mọi gì đó là tùy. Nhưng mà theo mình á, mà sử dụng ngon nhất mà có thể mình hấp, mình có nghĩa là mình thưởng thức được cái vị ngon của hàu á, thì sashimi vẫn là đỉnh nhất ha. Rồi vừa rồi á, thì Hiền cũng có chia sẻ sơ về các cái sản phẩm về hàu sữa Nhật, về cách chế biến cũng như là cách bảo quản và cách sử dụng như thế nào. Cả nhà mình xem cái kênh cái video này á, thấy hay thì cứ comment hoặc là like, chia sẻ cái video này cho nhiều người cùng biết nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều.